Cảnh sát Nga với thông điệp ủng hộ thí sinh Nga tham dự Eurovision, tin từ Mặt Tư Khoa. Thứ ba vừa qua, chỉ vài giờ trước khi diễn ra vòng chung kết cuộc thi âm nhạc thường niên Eurovision lần thứ 60, cảnh sát chống bạo động ở Nga đã cho phát hành đoạn video để thể hiện sự ủng hộ đối với các thí sinh đội nhà Polina Gagarina trong buổi thi tuyển ca sĩ quốc tế đầy gay cấn. Đoạn video cho thấy hình ảnh của những cảnh sát chống bạo động trong trang phục chỉnh tề trên đoàn xe diễn binh với quốc kỳ Nga. Những cảnh sát leo thoăn thoắt bằng dây thừng xuống những tòa nhà cao ốc hoặc mang những tấm bia với dòng chữ nước Nga tiến lên phía trước. Cùng xuất hiện trong đoạn video còn có cựu quân nhân, chú chó và những thanh niên. Tất cả mang khẩu hiệu chúc cho Polina Gagarina giành chiến thắng trên sân khấu ca nhạc quốc tế. Thông điệp của đoạn video trên trang mạng YouTube là niềm vui, hy vọng và sự ủng hộ mạnh mẽ, cũng như là một lượng người hâm mộ khổng lồ trong nước cho nữ ca sĩ đại diện cho nước Nga sẽ được tiếp thêm nguồn sức mạnh để thi đấu vững vàng hơn trên sân khấu ca nhạc quốc tế. Trong cuộc thi Eurovision 2015, ca sĩ 28 tuổi này trình bày nhạc phẩm A Million Voices. Vòng chung kết Eurovision diễn ra tại thủ đô Áo Vienna vào ngày thứ Bảy 23 tháng 5.